thơm nho quế. Kia là bến thuyền cho khách du lịch. Còn là thật xa kia là đập thủy điện nhau quấy. Đường từ điểm dừng xe máy đi xuống, đi xe máy từ trên xuống đây là cảm giác mạnh, cảm giác cực mạnh luôn. Rất tuyệt vời. Hết sức cẩn thận. Sông rất xanh và rất đẹp. Tay vẫn run vì cảm giác đi sâu lúc nãy. Đây, tôi đang trên con thuyền du thuyền trên sông Nho Quế. Cảnh hai bên rất đẹp. Nước sông rất trong.
thể thấy rất nhiều bướm bướm này ở bên sau. Khi mà bắt nhà côn trùng học xuống dưới kia kìa. Đấy bướm bướm này. Đấy. Mỗi lần sóng sâu là nó... Tôi đang chiếu thẳng ống kính lên trời. Đây là một nhánh. À không, đây không phải nhà ba sông mà đây là một cái bãi.
quay lại. Sao bắt đầu quay lại à? Chúng ta thấy khe núi đây dường như là do các cái mảng địa chất dịch chuyển khiến cho một dãy núi tách cả đôi. Có thể nhìn cái con đường ngoằn ngoèo trên xuống, đó là con đường xe máy. Đây có tôm nướng, cá nướng, trứng nướng, cơm lam. Cả xúc xích. Đây là cục bán hàng rất xinh. Treo đeo thực là một thử thách dành cho người dũng cảm. Còn bao nhiêu người đây? Rất thử thách. Chiều lên thì không sao mà chiều xuống cảm giác thót tim, rụng tim. Mình đi ai đi nữa nào? Mình đi luôn à? Đi lên đi, lên nhá. Lên luôn đi.